Thưa quý vị và các bạn, sự việc đối tượng Đặng Văn Hưởng dùng dao chém thương vong 3 người trong gia đình tại Bắc Giang khiến cho dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Hưởng sinh năm 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn về hành vi giết người. Kết quả điều tra bước đầu xác định Hưởng là người làm thuê lái máy xúc cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1979, trú tại thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng và được bố trí ăn ở cùng nhà. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 1 do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Văn Hưởng đã dùng dao, loại dao họt gọt hoa quả, đầm hai nhát khiến cho chị Thủy tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó thì Hưởng sang nhà em chồng chị Thủy là anh Phạm Văn Lợi, sinh năm 1985 và chị Phạm Thị Nguyệt, sinh năm 1985, vợ anh Lợi, tiếp tục dùng dao tấn công khiến cả hai bị thương. Theo thông tin ban đầu, do nảy sinh mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, nên đối tượng Hưởng đã có hành vi dùng hung khí nguy hiểm, truy sát chị Thủy và người thân của nạn nhân này hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, vô cớ sát hại người khác. Theo các luật sư, mức hình phạt có thể từ 12 đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Đối với hai người bị nghi phạm truy sát trọng thương, không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của đối tượng nên thuộc trường hợp phạm tội giết người chưa đạt. Nói về hành vi côn đồ của nghi phạm thì một số luật sư cho rằng giết người có tính chất côn đồ là trường hợp giết người vô cớ, không có nguyên cớ hoặc là cố tình sử dụng những nguyên cớ nhỏ nhặt để giết người. Thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác và những quy tắc trong cuộc sống. Bên cạnh trách nhiệm hình sự thì Hường còn phải bồi thường tiền chi phí mai táng với nạn nhân thiệt mạng theo quy định.